Tại Việt Nam, giả danh bác sĩ bán thuốc lừa hơn 7.000 người. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi tư nhân xây thêm trường học. 4 tuyến cao tốc có thể bị tăng phí. Tháo gỡ 46 kiosk chắn tầm nhìn bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh. Cập nhật tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Trên thế giới, ông Trump nhận thắng lợi tạm thời tại hai phiên tòa lớn. 6 nghi phạm sát hại ứng viên Tổng thống Ecuador tử vong trong tù. Pháp đóng cửa 7 trường học vì dẹp xâm nhập. Trung Quốc bao vây tàu Philippines trên Biển Đông. Tất cả sẽ có trong bản tin tối nay. Nguyên Ngọc xin được chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 7 tháng 10 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối cuối tuần an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất tại Việt Nam. Giả danh bác sĩ bán thuốc lừa hơn 7.000 người. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã quyết định khởi tố thêm 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ lừa đảo gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 người bị hại. Tất cả các bị can đều dưới 30 tuổi, người trẻ nhất mới 21 tuổi. Những người này đều giả danh các đơn vị của Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mục đích là lừa bán thuốc, thực phẩm chức năng cho người bệnh. Trong đó, Phạm Viết Trung, 28 tuổi, trú tại Hoa Lư, Ninh Bình, đã đăng ký thành lập công ty cổ phần dược phẩm Sata vào tháng 10 năm 2022, đặt trụ sở tại Thanh Trì, Hà Nội. Người này thành lập các đội kinh doanh riêng, tạo fanpage Facebook giả mạo như là Bệnh viện Quân đội 108 chuyên khoa nội tiết hoặc là Bệnh viện Quân y 103 để lấy lòng tin của khách hàng. Nhóm này đã thu thập được dữ liệu và số điện thoại của nhiều người, sau đó gọi điện tư vấn, chào mời mua liệu trình điều trị đái tháo đường, huyết áp. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi tư nhân xây thêm trường học. Chiều ngày 6 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, nếu doanh nghiệp đầu tư vào 86 dự án giáo dục trên 100 tỷ đồng thì sẽ được hỗ trợ đất và được vay vốn. Dự kiến thành phố sẽ trả toàn bộ lãi suất trong vòng 7 năm để các đơn vị tư nhân được vay đầu tư vào giáo dục, xây dựng trường lớp. Ông Mai Phương Liên, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính cho hay, điều kiện để đơn vị nhận chính sách hỗ trợ là tỷ lệ vốn vay không quá 70% vốn đầu tư cơ bản, tức là nhà đầu tư đã có 30% vốn đối ứng. Ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ lãi vay trừ khoản chi phí giải phóng mặt bằng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 35.000 người so với năm trước. Năm học này, thành phố đã đưa vào sử dụng 27 dự án với 441 phòng học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, với quy mô và tốc độ tăng dân số như hiện nay, để đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học vào năm 2025, thành phố phải cần hơn 8.000 phòng học mới. Người dân Sài Gòn có thể đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa ra thông báo hướng dẫn người dân quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Việc này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với trường hợp giấy phép lái xe chất liệu PET, có nghĩa là thẻ cứng do ngành giao thông vận tải cấp. Người dân cần chuẩn bị tài khoản trên trang dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản VNEID cấp độ 2, bản scan hai mặt giấy phép lái xe đang dùng hoặc căn cước công dân, giấy khám sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng thực khám sức khỏe điện tử, file PDF, file ảnh chụp chân dung xanh cỡ 3x4. Trường hợp người dân khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa liên thông dữ liệu khám sức khỏe thì mang giấy ra Ủy ban Nhân dân phường xã để được chứng thực. Sau khi đã chuẩn bị xong các giấy tờ này thì người dân truy cập vào trang web Dịch vụ công hoặc là trang web DVC4 để thao tác trực tuyến. Sở cũng lưu ý, các trường hợp vẫn đổi giấy phép lái xe trực tiếp gồm giấy phép lái xe ô tô vật liệu giấy bìa hoặc bị mất hoặc quá hạn sử dụng, giấy phép lái xe mô tô, giấy phép lái xe do ngành công an cấp. Tiếp theo, 4 tuyến cao tốc có thể bị tăng phí. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết đang có kế hoạch tăng phí 4 tuyến cao tốc vào năm 2024, bao gồm Nội Bài – Lào Cai đưa vào khai thác từ năm 2014, Cầu Rẽ – Ninh Bình năm 2012, Đà Nẵng – Quảng Ngãi năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây năm 2015. Ngoài ra, VEC cũng là chủ đầu tư cao tốc Bến Lức – Long Thành, tổng mức đầu tư là 30.073 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Đại diện VEC cho biết, 4 dự án đường cao tốc này chưa được tăng phí từ khi đưa vào sử dụng, có lúc còn phải giảm phí để hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung với dòng tiền 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, lộ trình tăng phí là định kỳ 3 năm tăng 1 lần, mỗi lần tăng 12%. Tuy nhiên, đại diện VEC cho biết hiện chưa đề xuất mức tăng cụ thể. Tháo gỡ 46 kiosk chắn tầm nhìn bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh. Trưởng ban quản lý khu du lịch biển Thiên Cầm thông tin, 46 kiosk buôn bán hải sản chắn ngang lối ra bãi biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên, do đó đã được chính quyền vận động tháo dỡ. Vào ngày 28 tháng 9, ban quản lý và Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm có thuê máy móc đến giúp người dân, đồng thời hỗ trợ mỗi kiosk số tiền là 5 triệu đồng. Những kiosk này được xây dựng từ năm 2014 đến năm 2015 trên bờ đê hướng ra biển Thiên Cầm để buôn bán kinh doanh hải sản. Mặt bằng được người dân ký hợp đồng thuê với ban quản lý khu du lịch biển Thiên Cầm. Tuy nhiên, các kiosk này đã xuống cấp và làm mất mỹ quan. Cho đến nay thì việc tháo dỡ đã hoàn thành, khoảng không gian trở nên thoáng đãng và sạch sẽ hơn. Cập nhật tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Thưa quý vị, vào hồi 13 giờ chiều ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông khoảng 170 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh, do đó cần tìm nơi trú ẩn an toàn. Vâng, vừa rồi là phần tin tại Việt Nam và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Ông Trump nhận thắng lợi tạm thời tại hai phiên tòa lớn. Thẩm phán Peter Mountain trong phiên tòa phúc thẩm ngày 6 tháng 10 ở New York ra phán quyết tạm hoãn rút giấy phép kinh doanh của tập đoàn Trump ở tiểu bang này để cân nhắc kháng cáo của cựu Tổng thống Mỹ. Trong hồ sơ tại tòa hơn 1.100 trang, đội ngũ luật sư của ông Trump cho rằng quyết định của tòa ở phiên sơ thẩm áp đặt lệnh quá mức, ngoài yêu cầu và không đúng thẩm quyền cho văn phòng Tổng trưởng lý New York. Điều này sẽ dẫn đến những thiệt hại đáng kể, không thể khắc phục được cho cựu Tổng thống và doanh nghiệp của ông. Trước đó, Tổng trưởng lý New York bà Letitia James vào hồi tháng 9 năm 2022 đệ đơn kiện ông Trump cùng các cộng sự với cáo buộc thổi phồng tài sản thêm với các ngân hàng và công ty bảo hiểm trong giai đoạn 2011-2021 nhằm hưởng khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn. Thẩm phán Arthur Ingalls ở phiên sơ thẩm vào ngày 26 tháng 9 tuyên bố thu hồi giấy phép kinh doanh của tập đoàn Trump ở tiểu bang New York. Ông Trump đã kháng cáo và yêu cầu tạm dừng phiên tòa. Dù thẩm phán Mountain vào ngày 6 tháng 10 từ chối yêu cầu đình chỉ phiên tòa của ông Trump, nhưng phán quyết hoãn rút giấy phép được cho là một thắng lợi tạm thời đối với cựu Tổng thống. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 10 tháng 10. Cùng ngày, liên quan tới vụ án tài liệu mật ở dinh thự Mar-a-Lago, cựu Tổng thống Donald Trump và đội ngũ pháp lý của ông đã giành được chiến thắng trước tòa khi thẩm phán Alan Cannon cho phép trì hoãn thời hạn nộp hồ sơ trước phiên tòa. Quyết định của bà Cannon được đưa ra một ngày sau khi đội ngũ pháp lý của ông Trump kiến nghị thẩm phán hoãn phiên tòa xét xử tài liệu mật cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Phiên tòa hiện được lên lịch vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại Florida. Cuộc tổng tuyển cử năm 2024 diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Tiếp theo, 6 nghi phạm sát hại ứng viên Tổng thống Ecuador tử vong trong tù. Cơ quan quản lý nhà tù quốc gia Ecuador SNAI vào ngày 6 tháng 10 thông báo một vụ bạo loạn tại nhà tù tỉnh Juarez của nước này đã khiến cho 6 người thiệt mạng. Đáng chú ý, 6 người này đều là công dân Colombia và là nghi phạm trong vụ sát hại ứng viên Tổng thống Villavicencio. Tổng thống Ecuador, ông Guillermo Lasso thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ lập tức triệu tập nội các an ninh và không có sự đồng lõa hay che đậy, sự thật sẽ được phơi bày. Trước đó, Tổng thống Lasso đã đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hỗ trợ cảnh sát Ecuador điều tra cái chết của ông Villavicencio. FBI tháng trước đã treo thưởng 5 triệu đô la Mỹ cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt những kẻ đứng sau vụ sát hại. Pháp đóng cửa 7 trường học vì dẹp xâm nhập. Tờ AFP đưa tin vào ngày hôm nay ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Pháp cho biết nước này đã buộc phải đóng cửa 7 trường học do lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan của dẹp.
Chính phủ Pháp đã tổ chức một loạt cuộc họp trong tuần này khi ngày càng có nhiều người báo cáo là nhìn thấy dẹp. Loài côn trùng này bị du khách bắt gặp trên tàu điện ngầm, rạp chiếu phim và cả sân bay. Thị trưởng thành phố Amiens cho biết, một thư viện địa phương sẽ mở cửa lại trong ngày 7 tháng 10 sau khi ngừng hoạt động vài ngày vì phát hiện dẹp trong không gian đọc sách chung. Nạn dẹp xuất hiện khi Pháp chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Paris 2024. Trong khi đó, hàng trăm nghìn khách vừa tới thủ đô của Pháp để tham gia sự kiện tuần lễ thời trang Paris và giải phóng bầu dục quốc tế, làm dấy lên lo ngại dẹp bám vào du khách và lây lan sang nước khác. Dẹp đã gần như bị tiêu diệt vào những năm 1950 bởi thuốc trừ sâu mạnh như DDT. Tuy nhiên, chúng đã phát triển khả năng kháng thuốc và xuất hiện trở lại vào những thập niên gần đây. Dẹp thường trú ngụ trong đồ nội thất, quần áo, chăn ga gối đệm và hút máu người vào ban đêm. Chúng lây lan nhanh vì mỗi con có thể đẻ tới 7 quả trứng mỗi ngày. Trung Quốc bao vây tàu Philippines trên Biển Đông. Vào ngày 6 tháng 10, tướng Ray Tarila, phát ngôn viên cảnh sát biển Philippines cho biết, lực lượng Trung Quốc vào ngày 4 tháng 10 đã chạy cắt mũi và suýt va chạm với tàu cảnh sát biển nước này gần bãi cỏ mây trên Biển Đông. Vào thời điểm đó, Hải quân Philippines hộ tống tàu tiếp tế cho nhóm binh sĩ trên chiến hạm BRP Sia Madre. Giới chức Manila cho hay, một lượng lớn tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn nhóm tàu Philippines, đồng thời yêu cầu họ tránh tính toán sai lầm, rời đi và tránh xa khu vực bãi cỏ mây. Cảnh sát biển Philippines không rời đi và tuyên bố sẽ tiến hành nhiệm vụ tiếp tế. Video được lực lượng này công bố cho thấy, tàu Trung Quốc cơ động áp sát tàu tuần tra BRP Sindangan của Philippines ở khoảng cách 4 mét, khiến nó phải đảo chiều động cơ để tránh va chạm. Cùng lúc này, một tàu cảnh sát biển Philippines khác cũng bị phương tiện của hải cảnh, dân quân biển Trung Quốc bao vây. Tướng Tarila cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định về tránh va chạm. Đây là vụ đối đầu thứ hai giữa lực lượng hai nước gần bãi cỏ mây kể từ đầu tháng 8. Hải cảnh Trung Quốc sau đó cáo buộc Philippines chuyển trái phép vật liệu xây dựng lên chiến hạm và tuyên bố đã giám sát họ trong suốt quá trình. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định nước này sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp tiềm tàng, gồm các vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các tin vào ngày mai.